Xin chào tất cả cô chú anh chị đang theo dõi video ngày cuối tuần của bên con. Thì trong video đợt này của con thì con bán tiếp tục bán cái cây hoàng nhãn thái giống, cây đã được trồng tại vườn con cũng lâu lắm rồi. Hồi đợt con nhập về 5 đến 6 nghìn cây và bán cho cô chú anh chị cũng khá là nhiều. Bây giờ thì còn lại được khoảng 200 cây. Thì con vẫn bán giá 33 nghìn một cây, 10 cây bao ship cho toàn bộ cô chú anh chị nhé. Hoàng nhãn thái thì bông nó đẹp hơn hoàng nhãn rừng, tại vì bông là cây lai nên thành ra bông đậm hơn và thơm mùi xả. Hồi đợt cách đây khoảng 4 tháng trước thì con có quay một cái video cây hoàng nhãn thái nở tại vườn á, bông rất là đẹp, nó không thể so sánh với hoàng nhãn rừng được. Tiếp theo thì con vẫn tiếp tục bán cái bảng phi điệp. Phi điệp quá trời luôn. Con bán cái hàng này đã ghép thuần rồi, thuần trên chậu như thế này nè. Đó, một bảng như vậy là 80.000. Cô chú anh chị mua 3 bảng thì con sẽ bao ship. Cây đang lên mầm 53 rất là đẹp. Mầm này mầm 53 là chứ không phải 52 này nha cô chú anh chị. Đây nè, quá trời luôn nè. Về chỉ việc treo lên thôi và bỏ thêm một ít phân phía trên này thôi. Cô chú anh chị mua 3 bảng thì con sẽ bao ship luôn. Đó, thì có những cái bảng mà cây dài thì nó sẽ ít cục hơn, những bảng cây ngắn thì nhiều cục hơn, thì tùy cô chú anh chị lựa chọn. Rất là đẹp luôn, rất là nhiều, ghép đủ các loại trong đây hết để cô chú anh chị về sưu tầm, rất là nhiều màu sắc đó cô chú anh chị. Trong video hôm nay của con tiếp tục bán cái cây ngọc điểm hồng sen, cây lớn như thế này, 3 đến 4 cặp lá bự đùng như thế này trong chậu gỗ, chỉ với giá là 170.000 một chậu như thế này. Cô chú anh chị mua từ 3 chậu thì con cũng sẽ bao ship nhé. Để cây này là cây lớn rồi, có hoa vừa rồi là của chỉ có một màu thôi, vừa rồi đã có hoa rồi thì chỉ có một màu như vậy. Mua 3 chậu thì con sẽ bao ship, cây đẹp lắm. Thì 170.000 3 chậu bao ship rồi. Cô chú anh chị đặt hàng thì có thể alo cho con ạ.